ta sẽ vào tham quan cái không gian của nhà anh Tuấn một chút. Hơi căng à? Hơi căng. Thì không gian của nhà anh Tuấn. Em xa anh, nghe câu dân ca, dần mà thương, sao mà xa diệt thề. Ôi câu ca nặng tình nặng đường, có đúng đạo anh giận em không? Chứ có đúng đạo em giận anh không? Để tương xuân cả thấy em giận, khi xa nhau đến đàn bạc rằng giận chẳng có mà thương sầu dài thêm. Em nhớ cây, em nhớ đêm, dần mà hương chảy nóng em đỏ. Thương mà dần dễ gì đã khó, em chỉ tìm thấy ở anh. Một nắng hai sương đổi trời đạp đất, bao vất vả bàn tay em nói, bao lời hay anh chưa thể hiểu. Ôi câu ca dần dần mà thương, mà thương. Anh đã đi khắp mọi nẻo đường, câu ca và tình yêu thắm nồng. Khi chờ gió anh vẫn ở với dân rồi, cũng chỉ để thương Tuấn. Theo dõi bên em đâu nhỉ? Em thì thật ra thì
nếu mà tính ra để theo dõi khoảng một năm, tầm một năm. Nhưng mà em thấy nói chung là để mà nói cái chất lượng cũng biết, nhưng mà nói là cái số lượng của người mua thì cũng cao nhiều, nhưng mà chỉ cần cái số lượng của người mua thì nhưng bây giờ hôm nay anh em lắp đặt tại không gian nhà mình rồi thì anh em như nào cảm thấy? Nói chung là nếu mà để nghe nhạc thì em thì để mà nói về cảm âm thì dòng hát karaoke thì mình cũng chưa chạm vào đấy mấy, nhưng mà để nghe nhạc thì đôi loa này em vẫn phân vân vì sao em định lên tận trên ấy để mình thưởng thức ấy, nhưng mà về đây thì nghe nhạc thì thấy ok. Anh em hát thì em cảm thấy ok như ca sĩ. Thế mà ở đây nhiều âm thanh đến sao, lý do gì mình chọn Hoàng Long Kim Em? Thì mình chưa được tiếp xúc nhiều âm thanh thì ở đâu mà đã bán nhiều, nhưng mình thấy là cái uy tín để cái số lượng bán ra nhiều người mua chắc chắn là nó phải có chất lượng. Thế là cũng xem nhiều cái hình rồi đi đúng không? Không, em xem qua thôi, nhưng mà chủ yếu là xem cái số lượng người mua ấy là cao. Nếu số lượng chỉ quan tâm mỗi cái đến lượng bán hàng ra của chính hãng thế thôi là biết là có bóng nước thôi, công ty đủ uy tín và đủ. Thứ nhất là cái chế độ của anh, thứ hai nữa là cái chất lượng này chắc chắn là nhiều người mua, chắc chắn là nó phải như thế nào. Thế khi mà gọi điện đến đặt hàng ấy, với cả anh em kỹ thuật về lắp thì anh thấy rất hài lòng, anh em nhiệt tình. Dạ, rồi, bộ này cảm ơn anh giá mà nó vừa tận vừa giá mình mua.